Chào mừng các em đến với tiết toán của cô Ly ngày hôm nay. Các em thân mến, tiết học trước, các em đã được cô Ly hướng dẫn cách cộng số đo thời gian. Vậy, trừ số đo thời gian thì làm thế nào? Các em sẽ cùng cô tìm hiểu qua bài học hôm nay, trừ số đo thời gian. Cô trò mình cùng tìm hiểu ví dụ đầu tiên. Các em hãy mở sách giáo khoa trang 132 để theo dõi nhé. Ví dụ 1 của cô như sau. Một ô tô đi từ Huế lúc 13 giờ 10 phút và đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút. Hỏi ô tô đó đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian? Các em hãy quan sát sơ đồ tóm tắt của cô. Tại Huế là 13 giờ 10 phút. Ô tô xuất phát và đi đến Đà Nẵng lúc 15 giờ 55 phút. Vậy ô tô đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian? Vậy để tính xem ô tô đó đi từ Huế đến Đà Nẵng hết bao nhiêu thời gian, chúng ta cần thực hiện phép tính trừ, đúng không nào? Ta lấy 15 giờ 55 phút trừ 13 giờ 10 phút. 15 giờ 55 phút là thời gian đến nơi. Trừ 13 giờ 15 phút là thời gian xuất phát. Cũng giống như phép cộng số đo thời gian, thì phép trừ số đo thời gian chúng ta cũng phải đặt tính. Vậy đặt tính như thế nào? Các em cùng chú ý nha. Cô viết số bị trừ. Ở trên, số bị trừ của chúng ta là 15 giờ 55 phút. Số trừ là 13 giờ 10 phút. Cô viết ở dưới, sao cho các số ở cùng một loại đơn vị thẳng cột với nhau, phút thẳng cột phút, giờ thẳng cột giờ. Cô viết dấu trừ bên trái phép tính, gạch ngang thay cho dấu bằng. Đây là cô vừa hướng dẫn các em cách đặt tính. Vậy thì tính trừ như thế nào? Tính trừ cũng giống như trừ các số tự nhiên. Chúng ta cũng trừ theo thứ tự từ phải sang trái. Bắt đầu trừ từ đơn vị phút trước. 55 phút, cô trừ 10 phút, được kết quả là 45 phút. Cô viết 45 phút thẳng cột với 10 phút và 55 phút. Trừ xong đơn vị phút, cô trừ tiếp qua đơn vị giờ. 15 giờ trừ 13 giờ bằng 2 giờ. Cô viết 2 giờ thẳng cột với 13 giờ và 15 giờ. Vậy 15 giờ 55 phút trừ 13 giờ 10 phút, mình có được kết quả là 2 giờ 45 phút đó các em. Vậy thì qua ví dụ 1 này, cô đã rút ra được cho các em cách thực hiện phép tính trừ số đo thời gian như sau. 1. Viết số trừ dưới số bị trừ, sao cho các số cùng loại đơn vị thẳng cột với nhau. 2. Trừ các số đo theo từng loại đơn vị từ phải sang trái. Em lưu ý nha. Ngoài cách trừ này, chúng ta còn có những trường hợp đặc biệt khác nữa. Các em hãy cùng theo dõi qua ví dụ thứ hai. Ví dụ thứ hai như sau. Trên cùng một đoạn đường, Hòa chạy hết 3 phút 20 giây. Bình chạy hết 2 phút 45 giây. Hỏi Bình chạy ít hơn Hòa bao nhiêu giây? Vậy muốn biết Bình chạy ít hơn Hòa bao nhiêu giây thì các em cũng phải làm phép tính trừ. Chúng ta lấy 3 phút 20 giây trừ 2 phút 45 giây. Giống như ví dụ 1, các em cũng phải đặt tính. Cô đặt tính như sau. Cô viết 3 phút 20 giây trừ 2 phút 45 giây. Cô viết dấu trừ bên trái phép tính, gạch ngang thay cho dấu bằng. Và ở đây các em nhìn thấy số bị trừ là 20 giây, trừ số trừ là 45 giây. 20 giây bé hơn 45 giây, do đó trừ không được. Vậy chúng ta làm như thế nào? Các em quan sát thật kỹ nha. Cô lấy 3 phút 20 giây. Cô mượn 1 phút. Ở 3 phút này, cô còn lại 2 phút. Rồi 1 phút, cô mượn 1 phút của 3 phút này, cô sẽ đổi ra được là 60 giây. Vậy 3 phút này, cô đổi ra là 2 phút và 60 giây.
Rồi cô cộng thêm với 20 giây ở đây nữa. Thì cô 3 phút 20 giây cô sẽ đổi ra được là 2 phút 60 giây cộng với 20 giây. Cô viết gọn lại là 2 phút 80 giây. Và sau đó cô sẽ ghi chữ đổi thành. Muốn thực hiện phép tính trừ này được thì cô phải đổi thành. Cô viết 2 phút 80 giây trừ đi 2 phút 45 giây. Cô lấy 80 giây trừ 45 giây thì được kết quả là 35 giây và viết thẳng cột với 45 giây và 80 giây. Rồi cô trừ tiếp đơn vị phút, 2 phút trừ 2 phút bằng 0 phút. Cô cũng viết 0 phút thẳng cột với 2 phút. Vậy 3 phút 20 giây trừ 2 phút 45 giây cô được là 35 giây. Vậy ở trường, ở ví dụ thứ hai này, các em nhìn thấy chúng ta có một cái lưu ý rất là quan trọng. Đó là gì? Nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ, thì ta cần chuyển một đơn vị ở hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị ở hàng nhỏ hơn, rồi thực hiện phép trừ bình thường. Vậy, qua ví dụ 1 và ví dụ 2, từ đó chúng ta rút ra được một ghi nhớ. Các em cần lưu ý để thực hiện cho thật đúng. Muốn trừ số đo thời gian, ta thực hiện như sau. 1. Viết số trừ dưới số bị trừ sao cho các số cùng loại đơn vị thẳng cột với nhau. 2. Trừ các số đo theo từng loại đơn vị từ phải sang trái. 3. Nếu số đo theo đơn vị nào đó ở số bị trừ bé hơn số đo tương ứng ở số trừ, thì ta cần chuyển một đơn vị ở hàng lớn hơn liền kề sang đơn vị ở hàng nhỏ hơn, rồi thực hiện phép trừ như bình thường. Đây là nội dung bài học mà các em cần phải nắm chắc, nắm kỹ để vận dụng vào giải các bài tập ở phía sau nhé. Ở bài tập này, các em chỉ làm cho cô bài tập số 1. Bài tập số 1, A, 23 phút 25 giây trừ 15 phút 12 giây. B, 54 phút 21 giây trừ 21 phút 34 giây. C, 22 giờ 15 phút trừ 12 giờ 34 phút. Vậy ở đây các em phải lưu ý bài 1B. Ở bài tập 1B, chúng ta có số bị trừ là 21 giây trừ số trừ là 34 giây. Thì các em sẽ nhìn thấy chúng ta phải làm cái bước như thế nào nha. Tương tự bài 1C cũng thế. Số bị trừ ở đây là 15 phút và số trừ ở đây là 34 phút. Cô mời các em giải bài tập số 1. Tiếp theo cô mời các em cùng giải bài tập số 2. Bài tập số 2. A, 2A, 23 ngày 12 giờ trừ 3 ngày 8 giờ. B, 14 ngày 15 giờ trừ 3 ngày 17 giờ. C, 13 năm 2 tháng trừ 8 năm 6 tháng. Vậy thì ở bài tập số 2 này, câu A là cũng dễ dàng với các em, nhưng câu B và câu C, số bị trừ nó có đơn vị nhỏ hơn số trừ. Do đó các em cần cẩn thận khi chúng ta bắt đầu thực hiện phép tính là. Và khi đổi các em phải nhớ có chữ đổi thành giùm cô nhé. Vậy qua hai ví dụ chúng ta đã học và hai bài luyện tập các em đã thực hiện, thì các em cần nhớ nắm chắc cho cô cách thực hiện phép trừ số đo thời gian như sau. Đầu tiên chúng ta đặt tính thẳng cột theo đơn vị đo. Thứ hai, đổi đơn vị đo ở số bị trừ nếu có. Thứ ba là trừ thẳng cột theo từng loại đơn vị đo. Các em cần nắm chắc kiến thức để chúng ta vận dụng vào làm tốt các phép tính về trừ số đo thời gian. Cô hy vọng là các em đã nắm được bài học của mình và thực hiện tốt các bài tập sau đó. Nếu có thắc mắc gì, các em hãy mạnh dạn bày tỏ nhé. Chào các em, cô chúc các em học tốt.